Con ơi, cẩn thận lửa nhá, đừng để cháy. Vâng ạ. Con về rồi đấy à? Sao mẹ lại đến đây? Nhà con gái mẹ sao mẹ lại không đến? Mẹ dọn dẹp hết rồi đấy. Ui, con gái gì mà để nhà bụi 9 tầng. Rời mẹ ra một cái là biết ngay. Đưa mẹ cầm cho. Mẹ đi về đi. À, mẹ chuẩn bị bún chả với nem rán. Con mời bao nhiêu khách, nếu mà thiếu thì để em Diệp rán nem thêm. Lần sau có khách thì cứ báo mẹ trước một tiếng, mẹ chuẩn bị cho. Từ trước con cũng có vào bếp đúc bao giờ đâu. À, xa mẹ thì úp bát mì là cùng. Với cả từ trước bố vẫn toàn nấu cơm cho con mang đến công trường là gì? Diệp nhỉ? Mẹ mang hết về đi. Con chuẩn bị đủ cả rồi. Chị ơi, tại vì mẹ nghe lén điện thoại của em, mẹ biết là em tới nhà chị nên mẹ mới bám theo á. Sao không báo gì với chị? Mày thông đồng với mẹ đúng không? Nhưng mà mẹ cũng thay đổi nhiều rồi mà chị. Chị cho mẹ thêm cơ hội nhé. Mẹ ơi, hay là hôm nay mẹ về đi. Còn lâu ta mới về. Hôm nay có nhiều người như thế, nó chả dám đuổi tao đâu. Với cả tao phải xem ý tứ của nó thế nào chứ. Nam ơi! Nam! Dạ, chào cho cô ạ. Em chào anh. Diệp à, còn gì làm không? Để anh làm cho. À, Diệp á? Vâng. Có phải Diệp đâu, nhầm rồi. Diệp vừa béo vừa xấu cơ mà, giống cái bà Tuyết Giật hàng xóm nhà cậu cơ mà. Ồ, đấy là ngày xưa thôi, bây giờ sinh thế này cơ mà. Cô ơi, cháu có ít hoa quả hôm nay mang sang để góp cỗ. Ngày đó em vẫn thường khóc thầm trong đêm, đời trái ngang bao khung. Thương mong anh mơ hồ, nhẹ bước chân đi, đi tìm từng.